Cho mình hỏi là mình đang cho bé bú thì mình uống nước sắc quả sung để rửa sỏi mật có được hay không? Mình sắc chung với cam thảo uống có sao hay không ạ? Chào bạn, bạn đang cho bé bú thì bạn vẫn có thể sử dụng quả sung khô được bình thường bởi vì vị thuốc này không làm ảnh hưởng đến mẹ và trẻ nhỏ trong quá trình sử dụng. Để điều trị của bệnh sỏi mật được hiệu quả hơn thì bạn nên sử dụng kết hợp thêm cây kim tiền thảo 25g và một ít cam thảo để sắc uống chung thì sẽ có hiệu quả điều trị tốt hơn. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.